Thương phụ ba thương. What I do? Chị Trúc chưa về hả? Rồi anh quay em đi ca. Chị che quay cả, che cũng quay mà. Đừng có rung, đi xuống đã. Con cầm từ từ, con rung rồi mình qua nhức đầu lắm. Rồi. I can't do it. Ý. Em quay mami nhé. Quay đại đây sao? Không có nào chơi cho không có nào chơi cho mấy bi vậy, có bi về sao để luôn này. Em quay đâu vậy cha? Mẹ nói em cơ. Cha nó không biết quay lùm lùm lại. Cứng ngắn quá. Không có đẻ đâu mà ông mà. Nó kêu đừng quay gần quá. Còn mấy phút rồi cha? 3 phút. Ít vậy? Ừ, nãy giờ mới 3 phút. Nhiều nữa, 10 phút mới tắt. Này ở dưới thì chịu này. Lâu quay ít hơn quay nhiều, lâu quay chán lắm. Quay cho bà nội. Ngày mai đi. Ngủ rồi buồn ngủ mà. Thôi tắt đi con. Heo. Đêm. Em ngủ đêm. Em chưa. Bạn che nó quay chắc hơi úp coi đụng chắc nhức đầu. Thôi tắt đi con. Tắt nhà gì. Mẹ kêu con tắt, con tắt, ờ, không biết tắt được. Bấm cái chờ mình tắt thôi. Con xích giờ mẹ quay chị chưa về hả? Xíu quay coi thi có chị nữa. Thôi cởi đồ em lên nha, để đó xíu chị về chạm. Kêu nó nhức đầu quá, chê, nhức đầu quá. Nó bỏ cái tay đầu, kêu nhức đầu quá. Bỏ tay đầu. Bỏ tay đầu, kêu nhức đầu quá. Nhà mình đông người quá mà đi. Thôi được rồi. Cấp ạ. Thì cởi áo thì nóng không?